đi chơi lễ, một học sinh chết đuối. Cùng nhóm bạn đến khu vực hố Giang Thơm để du lịch vào dịp lễ, nam sinh lớp 9 ở Quảng Nam bị đuối nước tử vong. Chiều mùng 1 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị đuối nước tử vong lúc tắm suối. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm học sinh trung học cơ sở rủ nhau đến khu vực hố Giang Thơm, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành để vui chơi, tắm suối dịp nghỉ lễ. Trong lúc tắm, em Vũ Hát, V, 15 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ thôn Tân Thái, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, bị trượt chân đuối nước dẫn đến tử vong. Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt tìm kiếm, đưa thi thể em V lên bờ và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Hồ Giang Thơm là địa điểm du lịch khá nổi tiếng tại huyện Núi Thành, vào mùa hè có rất đông người dân, du khách, nhất là các em học sinh tìm đến nghỉ ngơi, tắm mát. Tuy nhiên, thời gian qua, hồ Giang Thơm thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Vào tháng 3 năm 2022, tại đây cũng liên tiếp xảy ra hai vụ đuối nước làm 3 học sinh tử vong. Được biết, hiện điểm du lịch này chưa được cơ quan chức năng đưa vào khai thác, quản lý mà chủ yếu do các nhóm bạn trẻ đến đây du lịch tự phát.